con rồng ở Quy Nhơn này thay vì uốn lượn quanh đá thì nó sẽ tọa lạc ngay ở trên cái này luôn các bạn ạ. Tọa lạc ngay bên trên luôn. Và xung quanh có những trái trứng. Và con rồng này thì là mình xem thì có cái chất liệu của nó là làm bằng cái gì. À, là bằng nhựa các bạn ạ. Là bằng nhựa. Hai cái con này không biết là con gì đâu. Chắc là hai cái nhân vật hoạt hình đang hot hiện tại. Sự uy dũng của nó từ những cái thần thái cho đến cái sự uốn lượn của nó. Và con rồng này thì nó không bị che khuất giống như con rồng chính ở trên kia. Lần đầu tiên một cái linh vật thanh long có trong cái cụm linh vật của tỉnh Bình Định. À, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Tuấn Bình Định đang có mặt tại quảng trường Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành của thành phố Quy Nhơn Bình Định. Và hiện tại ở đây mình đang đứng cạnh một cái cụm linh vật rất là hoành tráng, có thể nói là đang nổi đình nổi đám ở trên mạng hiện tại. Đó chính là cụm linh vật tự hào cha rồng cháu tiên, chuẩn bị cho Tết năm nay đây các bạn. Và ở đây hiện tại thì tỉnh Bình Định đã bố trí, đã sẵn sàng rồi, mới khai trương chiều hôm qua. Và sáng hôm nay thì là cái buổi sáng đầu tiên mà người dân có thể đến đây chụp hình. Các bạn có thể thấy ở đây là có cái cụm linh vật rồng như thế này. Thì bây giờ các bạn hãy cho mình một like video clip nhé, để mình chúng ta hãy cùng khám phá cái cụm linh vật tự hào truyền thống cha rồng mẹ tiên tại tỉnh Bình Định. Xin mời tất cả các bạn. Các bạn mới sáng sớm thôi nhưng mà có rất là đông người dân thành phố Quy Nhơn đã ra đây để mà quay phim chụp ảnh nhé các bạn. Và đây là một cái biểu tượng linh vật có cái chủ đề đó là tự hào truyền thống cha rồng mẹ tiên. Thì theo như mình thấy thì hiện tại Việt Nam có rất là nhiều cái cụm linh vật. Tuy nhiên để mà một cái cụm linh vật vừa đảm bảo được cái sự quy mô hoành tráng cả về là linh vật rồng cũng như là những cái bố trí hoa hòe xung quanh như thế này thì rất là hiếm. Đây chính là cái biểu tượng rồng chính nhé các bạn. Rồng chính này thì là rồng với cái màu sắc là màu vàng các bạn. Với cái biểu tượng đằng trước là Lạc Long Quân Âu Cơ. Và cánh tay phải của rồng các bạn thấy không? Cái này nó có vẻ hơi giống bảy viên ngọc rồng ấy. Xung quanh có những quả trứng này các bạn này. Và tay phải của rồng thì đang ôm viên ngọc. Thì theo như mình thấy thì đối với con rồng này, so với con rồng ở Quảng Trị á, thì con rồng Quảng Trị có sự tỉ mỉ về đường nét hơn. Và đặc biệt là chính là cái con rồng ở Quảng Trị á. Đối với cái con rồng này nếu như mà các bạn chỉ có chụp ở góc dưới lên á, thì cái thân của nó sẽ bị khuất lấp rất là nhiều. Và con rồng ở Quảng Trị thì nó phô ra được cái đường nét uốn lượn hơn. Chụp ở mọi góc nhìn thì con rồng Quảng Trị đều phô ra được cái độ uốn lượn mềm mại của cái thân hình. Tuy nhiên thì con rồng này có một cái hay đó chính là nó rất là uy dũng. Và đặc biệt đó chính là cái chủ đề. Đây các bạn nhìn này. Và xung quanh đây thì có những cái tiểu cảnh các bạn thấy cực kỳ dễ thương. Ở đây thì có một cái tiểu cảnh cực kỳ dễ thương, đó chính là cái hai cái con này không biết là con gì đây. Chắc là hai cái nhân vật hoạt hình đang hot hiện tại. Và một cái điểm nữa đó chính là mình rất là thích ở đây, bởi vì là ở đây thì toàn bộ cái cụm linh vật này thì đặt ở cái quảng trường thành phố Quy Nhơn luôn. Một cái quảng trường Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành rất là lớn. Ngoài những cái biểu tượng linh vật, biểu tượng chụp hình như thế này, thì có hoa với lại những cái hình ảnh tự hào đất võ trời văn. Và ngày hôm qua thì mình đã xem một cái đoạn clip mà quay cái cụm linh vật này kèm với cái lại cái bài hát, đó chính là Một Vòng Việt Nam của Đông Thiên Đức. Thì khi mà nghe đến cái đoạn là dạy với tôi nào, dạo với tôi nào, nhìn non sông trời văn đất võ, thì mình rất là cảm giác là ớn lạnh sống lưng luôn các bạn. Bởi vì là thực ra là nhạc sĩ Đông Thiên Đức thì ở Phùng Mỹ, một người con của đất Bình Định. Và khi nghe cái bài là tự hào trời văn đất võ, là người ta hay nói Bình Định là đất võ trời văn đấy các bạn ạ. Thì mình cũng có thể thấy hiểu được rằng là cái bài hát này cũng một phần có cái hơi hướng Bình Định ở trong đó. Và khi nó vang lên mà cùng với những cái cảnh quay của quê hương Bình Định thì thật là những người con Bình Định rất là tự hào. Và đây cũng là một cái công trình mà có thể nói là quảng bá rất là tốt cho cái du lịch Tết năm nay. Bởi vì các bạn biết là vừa rồi thì tỉnh Bình Định của chúng ta cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều, kinh tế khó khăn về du lịch. Thì đây là một cụm linh vật này thì cũng khiến cho hình ảnh của Quy Nhơn Bình Định cũng như du lịch Bình Định được mọi người biết đến nhiều hơn. Các bạn nhìn về cái độ tinh tế ủy mị của con rồng này, cái sự uy dũng. Mình rất là thích cái con rồng phụ đằng sau này. Cái con rồng này thì nó có được cái sự uy dũng các bạn ạ. Sự uy dũng của nó từ những cái thần thái
cho đến cái sự uốn lượn của nó. Và con rồng này thì nó không bị che khuất giống như con rồng chính ở trên kia, thành ra là mình có thể chụp được toàn bộ cái phần thân uốn lượn cũng như là cái sự có cái sự tách biệt ra giữa cái màu là màu của những cái lông ở trên trên lưng đó các bạn, so với lại cái phần thân thì nó tách ra được, thành ra là nhìn nó rõ hơn, nhìn những cái vân mao của nó nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài những cái biểu tượng, những cái linh vật, cho mình nghĩ là đây là những cái linh vật hoạt hình thôi, thì ở đây thì có những cái đặc trưng đây, bánh ít lá gai đây các bạn này, những cái đặc sản của Bình Định là rượu bầu đá đấy, rượu bầu đá đấy, một trong những loại rượu ngon nhất Việt Nam đấy các bạn. Bên cạnh đây là cái bánh ít lá gai. Các bạn nào mà đi du lịch Quy Nhơn Bình Định nhé, thì có thể là lại gần, lại có thể là thưởng thức cái món bánh ít lá gai. Đúng như cái câu là muốn ăn bánh ít lá gai thì lấy chồng Bình Định cho dài đường đi. Okay, cạnh đây thì có những cái loại hoa và được sắp xếp đa tầng các bạn, đa tầng đa màu sắc. Các bạn có thể thấy là dưới này hình như là cái hoa gì, hoa sắc pháo này. Tiếp đó là dương sỉ, cúc mâm xôi, rồi đến hoa cẩm tú cầu rất là đẹp nha các bạn, tím vàng đỏ này, xanh này, rồi lên trên đó là lại tiếp tục là 2-3 tầng nữa. Và đây một cái biểu tượng linh vật năm nay các bạn có thể thấy rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, đó chính là cái linh vật này, đó chính là lần đầu tiên trái thanh long, đẹp cực kỳ các bạn ạ. Lần đầu tiên một cái linh vật thanh long có trong cái cụm linh vật của tỉnh Bình Định, rồng năm 2024 đó. Chụp dưới này các bạn nhìn hoa đẹp. Lúc mình quay cho các bạn ở đây, đây chính là buổi sáng nhé các bạn. Bây giờ là mới chỉ có buổi sáng sớm khoảng 7 giờ sáng thôi. Và thực chất thì đối với các bạn mình thấy là con rồng không những là biểu tượng con rồng đâu, mà nó còn thể hiện được một cái giống như kiểu là nó kể một cái câu chuyện ấy. Nó có một cái chủ đề là tự hào truyền thống cha rồng mẹ tiên vào đây. Một cái câu chuyện truyền thuyết thôi, nhưng mà đây là một cái câu chuyện đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, một cái đất nước mà có 54 dân tộc, thì đây là một cái câu chuyện rất là ý nghĩa và góp phần vào cái công cuộc đại đoàn kết cho dân tộc Việt Nam của mình. Tiếp tục ở bên hai bên đối xứng nhau thì là bên này, mình đi mình xem để cho các bạn xem nhé. Thay vì là cái con rồng Quảng Trị của mình thì nó sẽ là ở trên đá nhé các bạn, thì là cái con rồng ở Quy Nhơn này. Đó, con rồng ở Quy Nhơn này không phải là uốn lượn quanh đá mà nó sẽ tọa lạc ở ngay ở trên. Con rồng ở Quy Nhơn này thay vì uốn lượn quanh đá thì nó sẽ tọa lạc ngay ở trên như này luôn các bạn ạ. Tọa lạc ngay bên trên luôn. Và xung quanh có những trái trứng. Trái trứng rất là đẹp. Tiếp tục ở bên này thì có những cái biểu tượng, ví dụ giả sử đây là Bình Định, đây là đất của tuồng, của bài tròi nha các bạn. Ở đây thì có những cái hình ấy thôi. Và nếu mà các bạn nào mà đến Phú Mỹ sẽ thấy những quả bí đao cả trăm ký có thể là, thì đây cũng chính là một cái biểu tượng cho cái nông sản của Bình Định. Bí đao hình như mình nhớ không nhầm là Mỹ Thọ. Ở đây thì cũng có một cái, đây trong này nó có cái bình rượu cần, nhưng mà trên đấy có con chim hạc của nền văn hóa Đông Sơn này. Ly trà Gò Loi lớn nhất Việt Nam. Mình rất là thích những cái cẩm tú cầu này các bạn nhé. Mình biết là nó rất là mắc, tuy nhiên năm nay thành phố mấy cái này thì nó đã bị héo rồi này các bạn này. Không biết là mấy bữa nữa nó có tươi lên được không. Nhưng mà nói chung mình thấy là tổng quan là cái cụm linh vật này phải nói là hoành tráng đẹp. Những cái năm trước thì ở Bình Định cũng có đầu tư những cái cụm linh vật rất là hoành tráng. Tuy nhiên so với các năm trước thì mình thấy là năm nay thì có cái sự đầu tư. Và đặc biệt đó chính là có một cái cụm ở đằng phía kia này các bạn. Đó chính là cái biểu tượng của cái trung tâm khoa học liên ngành ASIC ở trong khu vực ở trong này này. Và đây cũng là một trong những cái trọng điểm của du lịch Quy Nhơn, đó chính là du lịch khoa học các bạn ạ. Ở đây thì có một cái trung tâm khoa học khám phá của giáo sư Trần Thanh Vân ấy.
rất là lớn luôn các bạn. Trong đấy cũng có những cái khu vực mô phỏng, và cũng muốn xây dựng, đây là cũng thể hiện cái tầm nhìn của thành phố, xây dựng Quy Nhơn trở thành một cái thành phố, một cái đô thị khoa học, nơi mà hàng năm thì có thể là quy tụ những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Đây các bạn này, cho các bạn xem lại từng cái đường nét nhé. Và con rồng này thì là mình xem thì có cái chất liệu của nó là làm bằng cái gì. À, là bằng nhựa các bạn ạ. Là bằng nhựa. À, đúng thật, con rồng này thì theo như mình gọi thì cái màu sắc thanh long này cũng là một cái màu hot trend năm nay các bạn ạ. Và rất là nhiều những cái linh vật ở Bình Định có cái màu sắc thanh long. Ngoài cái con rồng này thì những cái linh vật ở bên kia thì cũng có hai cái linh vật là màu thanh long đấy các bạn. Và để mà đầu tư được một cái cụm như thế này thì mình nghĩ rằng là cái kinh phí bỏ ra cũng rất là lớn. Trung tâm khám phá khoa học của Quy Nhơn đấy các bạn. Thời mình đang học ở Quy Nhơn này thì năm 2012, thời đấy giáo sư Trần Thanh Vân đang về đây để khảo sát xây dựng trung tâm thôi. Nhưng bây giờ thì đã trở thành một cái trung tâm khoa học liên ngành rất là lớn và thu hút rất là nhiều những cái nhà khoa học trên thế giới hàng năm đến đây tham gia những cái hội nghị quốc tế. Những cái này thì người ta chọn những cái loại đang còn có những cái nụ nhỏ này các bạn, để sắp tới thì nó sẽ là có những cái nụ lớn ấy. Rất đông các cô nha các bạn. Sáng thì cỡ khoảng 6 giờ thôi là các cô, các chú đã đến rồi. Nhưng mà các bạn trẻ thì mình thấy là hiện tại mặc dù là ngày hôm nay đang rất là hot, tuy nhiên là các bạn trẻ có thể là chưa dậy nổi, cho nên là phải đến chiều nay mới thật sự là đông. Nhưng mà nếu mà đúng chụp hình thì là cái tầm buổi sáng như vậy là mới thật sự là đẹp nhất các bạn. Sáng nay thì cũng có rất là nhiều cameraman ra tác nghiệp đây, mình đẹp của mình. À, như mình thấy thì cái con rồng à, nhưng mà mình thấy cái thần thái của con rồng này giữ, tuy nhiên nó không đến cái mức độ là giữ giống như là con rồng ở Đắk Nông nha các bạn. Con rồng ở Đắk Nông thì theo như mình thấy là nó quá là dữ, hoặc là con rồng Thanh Hóa nhìn nó có vẻ là hơi bị dữ tợn ấy. Đấy, các bạn thấy chưa, buổi sáng sớm này rất là đẹp và cũng là buổi sáng sớm đầu tiên luôn. Tuy nhiên theo như mình thấy thì chỉ có toàn là các cô ra chụp thôi, còn các bạn trẻ là bây giờ chưa có dậy được. Và ba con rồng này thì là một con rồng lớn thì là hướng về phía tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành nhé các bạn. Còn lại là hai con rồng phụ thì là sẽ hướng mặt ra biển các bạn. Và tại đây thì đang có cái sân khấu lớn đang xây, cái sân khấu cao đao này các bạn, một cái sân khấu cực lớn luôn. Có thể nói là Quy Nhơn Bình Định là một cái thành phố du lịch. Bên cạnh này thì các bạn có thể thấy là chắc là cũng chỉ có Quy Nhơn là mới dựng võ đài ở ngay quảng trường thôi. Bởi vì là ở đây thì thường xuyên là diễn ra những cái giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc, cũng như là những cái thi đấu võ đài để phục vụ du lịch, cũng như là để phát triển cái võ thuật Bình Định. Sân khấu này cũng rất là hoành tráng các bạn. Ở đây thì có một cái rất là hay, đó chính là cái quảng trường là view biển nha các bạn. Mình nghĩ là ở Việt Nam mình có nhiều thành phố biển, nhưng mà để có một cái quảng trường mà view biển đẹp như thế này thì cũng rất là hiếm thôi các bạn. Đó, bây giờ là rất là sẵn sàng rồi. Hôm nay là 23 ông Táo, tức là chỉ còn có khoảng vài ngày nữa thôi là tới Tết âm lịch rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và ngày xưa cái quảng trường này ngày xưa chỉ là một cái bãi cây và có cái khu chợ đêm thôi các bạn. Và sau khi chính quyền thành phố cải tạo lại thì trở thành một cái cụm rộng như thế này. Quảng trường rộng đẹp và để tổ chức những cái sự kiện văn hóa lớn.
rất là đẹp các bạn. Đẹp quá trời quá đất luôn. À, và vừa rồi mình vừa quay cho các bạn xem qua về cái tổng thể cũng như là những cái chi tiết của cái cụm linh vật rất là hoành tráng tại tỉnh Bình Định nhé. Và các bạn xem đến đây thì hãy ủng hộ Tuấn Bình Định một like video clip, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ủng hộ mình nhé. Và để có thể là nhận được những cái thông báo về những cái clip rất là hấp dẫn trên kênh YouTube Tuấn Bình Định. Rồi, xin chào tất cả các bạn.